bộ có con mèo này. À, cô đứng đây cho em. Cô mong đây cho em. Đã. Cô. Hơi nhỏ so với cô ấy nhỉ. To to thêm một tí nữa thì đẹp ấy nhỉ. Cô đứng đây mẹ xem nào. Quên. Con mèo này, cu con mèo này, mèo đây này, con mèo này. Cô không có cái kính như con mèo này này, vào đây bạn đi nha. Thì cho mọi người xem váy bạn đi đẹp lắm. Wow, đẹp chưa? Để mẹ mặc cho mình xem, để mẹ mặc cho mọi người xem bà váy của mình này, váy xinh đẹp của mình này. Váy xinh đẹp của mi này. Ai đẹp chưa? Đẹp chưa? Wow, váy của mi đẹp quá. Nào nào nào, mi đứng lên nào, đứng lên nào. Wow, cái này đằng trước à, đúng rồi, để chạy đằng sau đây cho mi ngồi, cho tôi ngồi đây. Nhìn mi dễ thương quá này. Đẹp không? Thấy không mi? Thấy không cô? Ê, cô ngồi thẳng lên thế nào? Đẹp không cô? Đẹp không? Đẹp, đẹp. Say. Yeah. Một vòng. Đẹp. Nào cu đẹp trai, thằng nghịch cơm đứng đây xem nào, hơi nhỏ rồi. Lộn cổ đây còn đây này, còn một bộ này, đây cho mình nhé, số mũ cởi đồ, số mũ mặc cho, mặc đồ cho, mặc đồ mới cho, quá trời đồ mới, chơi đồ mới. Đứng đây nào, giơ tay lên, đầu hàng. Đấy, tuột ra rồi. Rồi, xét lên cho mình. Xét. Rồi. Bộ này là bộ liền thân. Lên hoan hô, đồ đẹp, đồ đẹp của Mimi đấy, hoan hô. Đây đứng lên để mặc đồ chứ. Áo nhất của con gái đấy này. Bê đê. Ôi ôi, cụ to quá rồi. Này phải chích lại rồi. Rồi, được con ra.
cái cua ăn cua. Hợp với cua không? Hay là hợp với mi? Rồi, đứng dậy mẹ xem nào. Ôi trời ơi, bê đê. Bê đê. Chết rồi, bê đê. Áo con khỉ. Này là nửa nam nửa nữ rồi. Đồ này nửa nam nửa nữ rồi. Bê đê mất rồi. Lại đây nào, lại đây xem nào. Xem đây có đẹp không nào. Nào, nào, nào. Nào, để mẹ xem nào. Đứng lên. Đứng lên. Đây, anh chàng bê đê cu cu. Không phải anh chàng đâu. Mày giống bê đê hơn là anh chàng đấy. Đẹp không? Cậu đẹp không? Góc quần áo lại này. Đấy, bộ mi này. Mặc giữ gìn nha các con. Đừng xé nát nha. Được mấy bữa là nát hết đồ. Cu mà không? Cu mà váy không? Ừ, đây. Mà không? Đây mẹ mặc váy cho cô xem thử có đẹp váy không nào. Chết, cô mặc váy lụa mi rồi. Cô mặc váy lụa mi rồi. Cô mặc váy lụa mi rồi. Nào nào nào. Cho cô hôm nay mặc váy lụa mi xem đẹp không nào. Nắm 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 nắm. Cô mặc váy. Đây đây đây. Thôi đừng có trêu người ta anh ơi. Đừng có trêu mẹ anh ơi. Cô thích váy không? Hay là mấy váy cô mặc cho thoải mái nhá. Cô lên đứng lên dậy xem nào. Chân lên là cãi. Nào. Cô thích không cô? Em xem may váy cô mặc luôn nhá. Nhá. Đây đổi đồ đi. Cho cô mặc váy đi, cho mi mặc đồ đi. Rồi. Lên đây xem nào. Cô đứng mẹ xem nào. Cô ra đây. Cô ra đây. Rồi, ôi người đàn ông này mặc váy đẹp thế nhỉ. Nhè. Nhè. Ý. Hôm nay nhà có hai đứa con gái. Nào. Ý. Đẹp gái chưa? Đẹp gái chưa? Chết, mi ơi, cô lấy mắt phải thôi.